miệng mồm của mình. Mình nói khôn nói khéo thì sao đi với Phật tử để Phật tử giúp cho mình, mà nói khôn nói khéo thì phạm giới chưa? Mà phạm giới rồi, phải không? Cho nên dùng những của cải đó có phải là tịnh tài tịnh vật không? Không phải là tịnh tài tịnh vật. À, cho nên mình xuất gia rồi rất khó mà bỏ phiếu theo kiểu của ngài một kỳ liên. Mình chỉ có thể báo hiếu theo cách của ngài Xá Lợi Phất mà thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là ráng lo tu, tu để cho có cái trí huệ như là ngài Xá Lợi Phất vậy đó. Ngài Xá Lợi Phất là cái người có trí huệ đệ nhất, trong khi ngài Ngụ Kiền Liên là có thần thông đệ nhất. Thì thần thông đệ nhất xem vậy mà không có năng lực bằng trí huệ đệ nhất. Cái trí huệ đệ nhất, cho nên chính bản thân của mình báo hiếu được cho mẹ mình. Việc của cha mẹ mình đó là việc của mình. Làm con mà cha mẹ có tội có lỗi thì chính đứa con đó phải xóa tội xóa lỗi được cho cha mẹ. Đó mới là đứa con chí hiếu, đúng không? À, thì cha mẹ mình phải bằng cái sức của mình để mà mình giải quyết, không thể phiền lụy tới huynh đệ. Cho nên mình phải lo tu cho có trí huệ, rồi từ trí huệ đó mà mình mới là báo hiếu được cho cha mẹ của mình. Nên cái trí huệ là làm nên tất cả. Thật ra muốn báo hiếu được cho tốt là phải làm sao chúng ta có đạt được cái trí huệ. Thì đạt được trí huệ rồi thì chúng ta có thể giúp cho cha mẹ hiện tiền được xóa tội. Đó là cái gương hạnh của ngài Xá Lợi Phất. Là cái sự báo hiếu của ngài Xá Lợi Phất đó là ngài hiện thân có bệnh rồi về bên mẹ để cho mẹ chăm sóc, rồi sau khi đó ngài mất và khiến cho chúng tăng đến thỉnh cái nhục thân của ngài về trà trì và đưa mẹ của ngài về tinh xá luôn. Và sau khi trả tiền xong thì mới đưa mẹ của ngài về gặp Đức Thế Tôn, để cho bà nhìn thấy Đức Thế Tôn mà phát tâm quy y với Đức Thế Tôn. Đó là cái cơ hội mà ngài tạo cho mẹ để cho mẹ được xóa tội. Đức Thế Tôn đã thâu nhận bà và coi như hiện tiền bà hết tội. Ngài Xá Lợi Phất không để cho mẹ mình lâm dấp vào cái tình trạng giống như ngài Ngụ Kiền Liên, để cho mẹ bị rơi vào trong địa ngục A Tỳ. Như vậy đó, những đứa con của Phật đó, là những đứa con luôn là những đứa con chí hiếu, chứ không phải là đi tu là bất hiếu. Làm con hiếu hạnh phi tiên mà, đó là cái hiếu hạnh là trước đó. Rồi cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử này được bắt đầu từ vua Trần Nhân Tông. Thì vua Trần Nhân Tông là đứa con như thế nào? Phải nói rằng các vua của nhà Trần, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, vân vân, đều là những đứa con chí hiếu hết. Các vị xem sử sách lại sẽ thấy rằng các đức vua đó đều là những đứa con chí hiếu, mà cũng là những Phật tử thuần thành. Vừa là Phật tử thuần thành mà vừa là những đứa con chí hiếu. Những người Phật tử thời Trần đó, những đức vua thời Trần đó sống chết một cách tự tại. Các vị đó sống chết đều bằng tinh thần thiền hết.
sống thì thiền, sống thì hiếu đạo với các bậc cha mẹ. Thiền Trúc Lâm Yên Tử là cái sự đúc kết lại của cả cái dòng thiền các đức vua nhà Trần. Và bây giờ chúng ta là những người thiền sinh của cái dòng thiền Trúc Lâm thì chúng ta cũng phải thân là Phật tử, mà phải là Phật tử thiền định tốt, rồi thân là những đứa con thì phải là những đứa con chỉ hiểu, nó mới đúng theo cái dòng thiền Trúc Lâm. Đó là một cái nét rất là đặc biệt. Hôm nay trong mùa Báo Hiếu, tôi cùng các vị điểm qua những nét hiếu đạo ở trong cái thời Phật, đệ tử Phật và sau này. Mãi đến thời đại chúng ta, cái người mà khôi phục lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử là ai? Là Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ. Thì Hòa Thượng này có cha có mẹ không? Có. Hòa Thượng này có phải là một đứa con không? Phải. Và Hòa Thượng này là đứa con như thế nào? Có hiếu hay là bất hiếu? Hòa Thượng của chúng ta là một đứa con cũng chí hiếu. Về cha mẹ của Hòa Thượng, tôi biết rõ lắm. Người mẹ của Hòa Thượng bệnh và bị cưa một chân, Hòa Thượng cũng lo cho bà đến ngày cuối cùng. Rồi sau đó ngài ở núi Chân Thông, tức là ở Pháp Đạt Thất, thiền viện Chân Thông bây giờ đó, thì ngài rước ông cụ về để ngài nuôi. Tuy có chúng nhưng mà ngài không để cho chúng lo cho ông cụ đâu, mà ngài đích thân ngài săn tháo để mà lo cho ông cụ, từ cái ăn, cái tắm, cái gọi, cái thuốc men. Ngài tuy là bậc thầy, là viện chủ thiền viện Chân Tông lúc bây giờ, nhưng trước khi ngài đem ông cụ về nuôi, ngài cũng phải thông qua chúng, chứ không phải ỷ làm thầy rồi đem cha mình về nuôi một cách bình thường không, mà ngài đã thông qua đại chúng, được đại chúng quan hỷ, ngài mới đem ông cụ về nuôi. Nhưng mà ông cụ lúc đó chưa có ăn chay được, hãy còn ăn cát thịt, thì ngài cũng tạo cái điều kiện để mà nuôi ông cụ được. Lúc bây giờ tôi cũng là chúng của thiền viện Chân Tông, tôi thấy rõ cái chuyện của ngài nuôi ông cụ. Và bây giờ gẫm lại, tôi thấy rằng Hòa Thượng là một đứa con rất là chí hiếu. Tôi cũng có cha, và cha tôi cũng xuất gia, nhưng mà tôi không có được nuôi cha giống như là ông cụ đã nuôi ông thân của mình. Như vậy đó là Hòa Thượng viện trưởng các thiền viện Trúc Lâm chúng ta cũng là một đứa con chỉ hiểu, cả chị thấy không? Nhưng mà Hòa Thượng không hay nói về mình, cho nên những cái điều hiếu đệ của Hòa Thượng đối với cha mẹ có lẽ các Phật tử ít biết, hay là có khi không biết. Thì hôm nay tôi nói để cho các vị thấy rõ rằng cái dòng thiền Trúc Lâm là cái dòng thiền có truyền thống, là những đứa con chí hiếu, và đó là những Phật tử rất là trung kiên với
nào cũng có một trình độ trí huệ sâu sắc. Và như vậy chúng ta mới thấy rằng cái hiếu hạnh mà nó tròn á là khi nào? Khi mà cái đạo hạnh nó tròn. Các vị nên nhớ vậy. Cái đạo hạnh nó tròn rồi thì cái hiếu hạnh nó mới thực sự là tròn. Chứ còn cái đạo hạnh mình chưa tròn thì muốn cho cái hiếu hạnh mình tròn cũng khó lắm, phải không các vị? Ví dụ như các vị nuôi cha mẹ nè, mà cái đạo hạnh mình chưa tròn thì mình còn tham sân si không? Còn tham sân si. Mà còn tham sân si thì mình nuôi cha mẹ tốt không nè? Có những lúc cha mẹ khó khăn thì mình cũng nổi nóng, phải không? Mình cũng dằn cha, dằn mâm sáng dán, cũng trả lời nặng nề với cha với mẹ. Như vậy đó thì cha mẹ có vui không? Không vui. Vậy là hiếu đạo có tròn không? Không tròn. Còn khi mình biết tu, cái đạo hạnh của mình đã khá rồi thì mình bớt tham sân si. Thì khi nuôi cha mẹ có lỡ khó thì sao? Mình cũng không đến nỗi mà sân si trở lại, mà mình chỉ sao chịu hết nổi thì mình lắc đầu và cười buồn thôi, đúng không? Là mình có thể thông qua được, chứ mình không có sân si trở lại. Thật ra cũng là như vậy. Còn nếu mình tu tốt hơn nữa thì mình không có sân si gì hết. Cha mẹ rầy rà mình, quát mắng mình một cách sai lầm, mình vẫn có thể cười được, vui được với cha mẹ thôi. Thì vậy chúng ta thấy rằng cái đạo hạnh tròn là có phải là hiếu hạnh tròn không? Đó. Cho nên các vị nên lưu ý, để mà trở thành một đứa con tròn hiếu tròn hạnh nha, là mình phải tròn cái hiếu, tròn cái đạo hạnh. Đạo hạnh tròn thì hiếu hạnh nó mới tròn theo. Nên trong cái mùa Du Lan này, tôi và các vị cũng có duyên lành, và hôm nay tôi cũng cầu chúc cho các vị trong mùa Du Lan này, các vị sẽ là những con người tròn hiếu trọn thân. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.